đời chó cứu hộ. Tôi vừa nghe tin từ Jake, anh ấy đang khám phá hẻm núi thì bị ngã và bị thương. Jake có thể sử dụng máy đánh hơi siêu việt của mình để tìm nơi Jake rơi xuống. Marshall có thể sử dụng tia X của mình để tìm chỗ đâu và chữa trị cho Jake. Rubble có thể đảm bảo đường đi gọn gàng bằng cách sử dụng máy đào của mình. Rocky có thể giúp Marshall tiếp cận Jake bằng cách dọn đường bằng chiếc xe tải tái chế của cậu ấy. Đội chó cứu hộ đang vào cuộc. Hãy cứu Jake. Jake bị ngã và bị thương trong hẻm núi. Jake cần tìm ra mùi hương của Jake để Marshall có thể sử dụng bộ y tế của mình để băng bó vết thương lại cho anh ta. Find all the pup treats that you can. There's a golden paw print close by. A golden paw print. You got it. Collect all of the golden paw prints that you find. To pull the rope to the left, move the left stick. Go quickly. You have to get through the path before it closes. Great job. We're almost there. Pick the pup ability that you need to... Perfect! That's great. Keep collecting pup treats whenever you find them. That will help you. All right, here we go. Remember, you can press the A button to help Chase follow the scent trail to reach the exit to the maze. There's a golden paw print nearby. Remember, you can press the A button to help Chase follow the scent trail to reach the exit to the maze. Way to go! Jake is hurt. Đi thôi, đời tuần tra cứu hộ. Jake bị thương. Giúp Jake tiếp tục di chuyển và tìm Jake để Marshall có thể chữa trị cho anh ta. Choose the pup ability that will help you to keep moving. All the pup treats that you can. Those rocks những tảng đá đó đang chặn đường đi, kêu gọi sự giúp đỡ của Rubble để di chuyển chúng. All right, now we can keep moving.
collect all the pup treats you find. Jay đã đi theo mùi hương của Rick đến con đường này. Bây giờ Marshall cần theo dõi con đường đến Rick và sử dụng tia X của cậu ấy để tìm hiểu xem anh ta bị thương như thế nào. Medic Marshall. We are about halfway. I'm detecting a golden paw print somewhere nearby. You found a golden paw print. See if you can find them all. Pick the pup ability that you should use. Great job! Collect all the pup treats in a mission to earn special pup treat awards. You got the pup treats! The gap is too far to jump. We need Rocky to use those scraps to make a longer bridge. Choose which pup ability to use. Hãy giúp Marshall tiếp cận Rick trên con đường này và sử dụng bộ y tế của cậu ấy để giúp Rick. Nhìn kìa, đây là Rick. Bây giờ, hãy giúp Marshall sử dụng bộ y tế của mình để chữa trị cho anh ta. Một công việc tuyệt vời. Chúng ta đã tìm thấy Rick và băng bó vết thương lại cho anh ta. Anh ấy đã đứng vững trở lại và đã mỉm cười.